quý vị trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm, là phần bảo trợ của một nhóm học viên Pháp Luân Công tại Orange County. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một pháp môn khí công thượng thừa, tu luyện cả thân lẫn tâm với ba tiêu chuẩn chân thiện nhẫn, đó là Pháp Luân Đại Pháp hoặc là Pháp Luân Công. Phương Thanh mời quý vị vào website phaluandafa.org để có thể biết thêm nhiều hơn về pháp môn này. Và nếu quý vị còn thắc mắc gì nữa, xin gọi cho Andy số điện thoại 714-401-7373. 714-401-7373. Và Phương Thanh tiếp theo thì Phương Thanh mời quý vị ủng hộ cho chương trình ca vũ nhạc kịch nghệ thuật Shen Yun mà quý vị đã từng quen biết trong mấy năm vừa qua. Hiện nay thì đã có vé đã có được bán tại ngay tại Phước Lộc Thọ, ở trong giữa sân khấu, ngay ở dưới tầng dưới, tầng lầu, tầng thư, tầng tầng trệt đó, ở dưới, thì quý vị có thể liên lạc với anh Sang ở số điện thoại 714-757-0967, 714-757-0967 để quý vị có thể mua giữ vé tốt, quý vị gọi sớm sẽ có chỗ ngồi tốt hơn. Và chương trình mỗi năm thay đổi một lần, hiện có trình chiếu ở tại Costa Mesa, ở Long Beach, ở Los Angeles và còn những nơi xa hơn nữa. Thì muốn biết thêm chi tiết thì quý vị cứ gọi cho anh Sang, sẽ được trả lời đầy đủ hết. Và quý vị nào mà nếu như là quý vị lớn tuổi mà không có thể ra đi mua vé một mình được thì cũng có thể sẽ có người giúp cho quý vị để có thể lấy vé được. Thì điện thoại là 714-757-0967, 714-757-0967. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Và Phương Thanh xin phép để tiếp nối cái câu chuyện của phần thứ hai. Thưa quý vị, mỗi một năm chúng ta chỉ xin được khóc một lần. Mỗi một năm, 47 năm rồi, năm nay là năm thứ 47. Nhưng mà mỗi lần nhắc lại chúng ta không thể nào mà không trào nước mắt được. Và quý vị biết là không những là chúng ta có ngũ vị thần tướng, còn biết bao nhiêu những sĩ quan cao cấp tới những con trẻ, rồi những người lính, những người hạ sĩ quan, rất nhiều người đã chết trong ngày 30 tháng 4 và sau đó. Thì những người mà đã nhanh chân chạy trước, những người mà như là những, thôi chúng ta không nói tới nữa, nhưng mà những sau đó thì toàn thể những người, những quân nhân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đều phải đi vào trại tù. Những người mà lính hoặc là cấp bậc thấp thì chỉ có thì nhẹ nhàng hơn. Còn có những vị tướng, có những vị tá cũng phải vào trong trại tù. Đúng ra chúng ta không có, không phải là chỉ, chúng ta không chỉ tôn vinh những vị tướng tá hoặc những người đã tuẫn tiết mà chết. Đó là cách chọn lựa và cách hành xử của mỗi một người. Không ai đem việc thành bại để mà luận anh hùng, là bởi vì còn có rất nhiều những cái ràng buộc của họ khi mà họ quyết định. Nhưng mà chúng ta mới, trong quân sự của cả thế giới này, chưa có một đất nước nào mà lúc mà có một lúc mà có tới 5 vị tướng tự sát như vậy. Chúng ta mới thấy được là cái tinh thần chiến đấu anh dũng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta trước kia. Còn chúng ta chỉ biết được một số rất ít như vậy để mà vinh danh họ. Nhưng mà dẫu sao, chúng ta vẫn, trong lòng chúng ta vẫn mang ơn những người lính Việt Nam Cộng Hòa đó, những người quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta mới sau đó, khi mà sống ở một những năm đầu, những năm tháng đầu thì quá chừng, phải nói là quá khổ sở. Quý vị cũng đã biết quá nhiều rồi, chúng ta chỉ ôn lại một chút xíu thôi. Rồi biết bao nhiêu người vượt biên để mà trốn chạy chế độ cộng sản này, đi đường bộ, đi đường, rồi gọi là vượt biên bằng tàu, bằng những cái thuyền nhỏ mong manh mà đi cả trăm người ở trên một cái thuyền như vậy, chết biết bao nhiêu, nhưng mà họ chẳng thà ra đi còn hơn mà ở lại để mà chịu một kiếp sống đọa đầy như vậy 47 năm qua, chúng ta không tưởng tượng nổi. Và tụi Việt Cộng, những cái trò tiểu nhân bỉ ổi của nó thì không thể nào tưởng tượng được. Có nhiều người họ hỏi, nếu chẳng hạn, nếu ngược lại mà miền Nam chúng ta bắc tiến thì sự thể sẽ ra sao? Họ nói là, có nhiều người họ nói rằng, nghĩa là họ đương nhiên cái đầu óc của họ nó bị lệch lạc rồi. Họ mới nói là nếu mà chúng ta bắc tiến
Việt Nam Cộng Hòa mà giải nữa là giải cứu miền Bắc đó, thì chúng ta sẽ đối xử với những như với những cái người mà như là bộ đội hoặc là gọi là quân những bộ đội của Việt Cộng như thế nào, thì thật sự không ai có thể trả lời chắc chắn được nếu sự việc nó chưa xảy ra. Nhưng theo Phương Thanh nghĩ chắc chắn là sẽ không tệ hại như là chúng nó đối xử với những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì sao? Trong suốt một thời gian mà khi mà Phương Thanh còn học tại Việt Nam, cũng như là những người mà cùng một cái thế hệ với Phương Thanh thì đều biết, mặc dù chiến tranh như vậy nhưng mà trong trường học, trong cái môi trường để mà đào tạo những thế hệ trẻ của gọi của nước Việt Nam Cộng Hòa, không có dạy hận thù, cũng không dạy, chỉ có dạy có công dân giáo dục, dạy toàn là yêu thương và xóa bỏ hận thù. Bằng chứng là có những chương trình chiêu hồi, có những mình biết là họ, những người ở lại ở miền Bắc, họ là những nạn nhân, họ bị chế độ cộng sản vùi dập và họ bị tuyên truyền một cách, họ bị nhồi sọ và tuyên truyền một cách gọi là sai lệch. Cho nên trong lòng của người dân miền Nam Việt Nam, cũng như là trong lòng của tất cả những quân nhân, rồi những người, tức là quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, họ đều có một cái tình thương đối với đồng loại, nhất là đối với những người dân của miền Bắc mà phải ở lại. Hơn nữa, chúng ta, nhất là những người Bắc di cư từ năm 54, chúng ta còn thân nhân, còn bạn bè, còn đủ, tất là tất cả mọi người ở Việt ở ngoài Bắc, đâu phải là bỏ quê hương ra đi mà dễ dàng đâu. Cho nên gia đình ly tán năm 54, rồi lại năm 75 lại ly tán một lần nữa. Thành thử ra cái câu trả lời cho những người họ biết rằng nếu như miền Nam của chúng ta mà Bắc tiến thì người dân miền Bắc họ sẽ vô cùng hạnh phúc. Tại vì lúc mà tụi năm 75 tụi Việt Cộng nó vào, có những người mà hiểu về cộng sản mà họ vì lý do nào đó họ không chạy trốn, họ không đi được 5 năm ở trước năm 54. Họ nói tại sao các anh lại không Bắc tiến, tại sao các anh giờ phút này mà còn ở đây rồi. Cái là họ cảm thấy họ vô cùng thất vọng. Đừng có nói cái kiểu giống như Võ Văn Kiệt nói là ngày 30 tháng 4 có triệu người vui mà có triệu người buồn, chẳng có ai vui cả. Tại vì những người dân mà sống ở trong chế độ cộng sản ở ngoài Bắc đó, chỉ có những tên cán bộ của tụi nó hoặc là những cái người mà ngu dốt quá độ thì mới có thể, mới không hiểu được cái chế độ nó kìm kẹp và nó giết người một cách dã man như vậy. Còn khi mà họ vào đến miền Nam, như bà Dương Thu Hương cũng vậy, bà vào đây bà khóc như là một ngựa, như một đứa trẻ con. Có nghĩa là họ hiểu được điều đó, nhưng mà sống thì phải ngậm đắng nuốt cay để mà có thể sống tiếp thôi, chứ không ai mà có thể thích được chế độ cộng sản. Còn những cái tên mà như dư luận viên hoặc những cái tên mà cán bộ của nó ăn trên đầu trên cổ người dân thì nó phải như vậy, nó biết rằng sai mà nó vẫn làm, đó là tụi nó không phải là con người nữa rồi. Thành thử Phương Thanh muốn gửi quý vị một bài viết, một vài cái là câu chuyện kể của một người tên là Nguyễn Thị Nhã Lan. Bài đăng của Nguyễn Thị Nhã Lan nói về vấn đề Công an Cộng sản Việt Nam cấm các chùa Sài Gòn lưu giữ di cốt của tướng Nguyễn Khoa Nam. Thưa quý vị, ngay sau lễ tưởng niệm tướng Nguyễn Khoa Nam nhân tháng 4 hàng năm tại chùa Quảng Hương Già Lam của các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với đầy đủ nghi lễ, Công an Cộng sản Việt Nam đã đến chùa yêu cầu phải rời di cốt đi chỗ khác, không được quàn tại chùa. Lễ tưởng niệm tướng Nguyễn Khoa Nam do các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã gây tiếng vang lớn trong lòng người dân Sài Gòn, cũng như làm nức lòng hàng ngàn thương phê binh. Tin tức cho biết, Công an đã đi 4 tên đến chùa và gây áp lực cho thân nhân của tướng Nguyễn Khoa Nam phải mang di cốt ra, không được quàn ở chùa. Theo lời kể lại, khi người nhà của tướng Nam hỏi là nếu không quàn di cốt ở chùa thì chúng tôi biết để ở đâu, một tên an ninh cấp cao đã lạnh lùng trả lời: để ở đâu tùy các người, nhưng cấm không để ở bất cứ chùa nào nữa. Sư thầy của chùa Quảng Hương Già Lam cũng xác nhận là công an buộc rời đi, cũng như buộc chùa phải trả di cốt này cho gia đình của tướng Nguyễn Khoa Nam. Không cho quản ở đây nữa, nếu bất tuân sẽ cho xe đến phá chùa và bắt giam sư trụ trì đã chống lệnh. Được biết khi xảy ra biến cố 30 tháng 4 1975, tướng Nguyễn Khoa Nam đã vận bộ lễ phục trắng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, dùng súng Browning bắn vào màng tang tự sát vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5 năm 1975.
Thi thể của ông được an táng trong nghĩa trang quân đội Cần Thơ. Đến năm 1994 thì được hỏa thiêu, cho cốt để tại chùa Quảng Hưng Già Lam, địa chỉ số 498/11 trên đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Giờ thì cho cốt của ông không còn biết về đâu nữa. Và tôi trăn trở ân hận suốt những ngày tháng dài. Đó là bài viết của tác giả Nguyễn Thị Nhã Lan. Thưa quý vị, tướng Lê Nguyên Vĩ cũng tự sát bằng súng. Rồi, nghĩa là tướng Lê Văn Hưng cũng vậy nữa. Có nghĩa là năm vị tướng cũng đã đều gọi là giữ không được thành thì phải chết theo thành thôi. Đó là cái khí tiết của những vị anh hùng. Thật sự chúng ta không thể nào mà nói rằng dù bởi vậy cho nên cái bài viết lúc nãy của Người Việt Tự Do, cái tên mà chính trị viên đó nó mới thật sự là hiểu được thế nào là anh hùng, không phân biệt chiến tuyến, không, người anh hùng là anh hùng thôi. Và chúng ta thật là đau lòng, mỗi một thật sự ra mỗi một năm Phương Thanh đều không phải là mình không thể nào quên được, nhưng mà mình cố tránh né để làm sao ít nhớ tới nhiều, nhưng mà không thể nào quên được. Tại vì mỗi một lần như vậy Phương Thanh lại là người cũng hay khóc nữa. Và thực sự ra những cái chuyện này mình không quên được và không thể nào không khóc được mỗi ngày vì sinh kế, hoặc là vì chúng ta phải sống, chúng ta nghĩa là không thể nào mà cứ mỗi ngày đều nhớ như vậy được. Nhưng mà mỗi một năm mà tưởng niệm như vậy, chúng ta làm sao có thể, chúng ta đâu là con người chứ đâu phải là gỗ đá đâu, thành thử chúng ta làm sao quên được những tên mà bây giờ mà cứ manh nha mà làm những cái chuyện mà quên ngày 30 tháng 4, với lại thay đổi để mà theo kịp trào lưu, để mà vút ve tuổi Việt Cộng, là những tên đó là chẳng khác gì những tên phản quốc. Phương Thanh rất ghét phản bội như vậy, mà thật là nhục nhã và vô liêm sỉ nữa. Từ khi mà chúng ta tị nạn tại Phương Thanh ở các nơi, các nước khác thì không biết, nhưng mà ngay tại ở xứ Mỹ này và ngay tại khu Buôn Sa này, cũng như ở San Jose, có rất nhiều những hội đoàn, rất nhiều những cái tên mà nó cứ manh nha để mà nó thay đổi hết, chọn tên này đến chọn đến tên kia, và nói để mà giống như là thay đổi để mà chạy tội cho tụi Việt Cộng, để nó quên, người ta quên đi ngày 30 tháng 4 là cái ngày khốn khổ nhất của người dân Việt Nam Cộng Hòa, người dân miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, và những cái gọi là cái sự tàn độc của tụi nó, cho nên cứ gỡ, giống như là gỡ tội cho tụi nó. Được cái gì? Tại sao họ lại có thể nhục nhã và vô liêm sỉ đến như vậy? Và một bản tin nữa Phương Thanh muốn gửi đến quý vị. Bây giờ Hạ viện Quốc hội California thông qua dự luật của dân biểu Trần Đức Nguyễn đã tuyên bố là tháng 4 là tháng 4 đen. Hạ viện Quốc hội của California thông qua dự luật của dân biểu Trần Đức Nguyễn tuyên bố tháng 4 năm 2022 là tháng 4 đen, tin từ Sacramento. Dân biểu Trần Đức Nguyễn vui mừng thông báo dự luật 113, ACR 113 của bà đã được Hạ viện Quốc hội tiểu bang tuyệt đối thông qua vào ngày hôm qua. ACR 113 tuyên bố tháng 4 là tháng 4 đen và tưởng niệm 47 năm ngày Sài Gòn thất thủ, cũng như công nhận những cựu quân nhân đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Dân biểu Trần Đức Nguyễn phát biểu rằng, tôi rất vui khi các đồng nghiệp hôm nay đã tham gia cùng tôi để công nhận tháng 4 đen. Đây là cơ hội để chúng ta đến với nhau, vinh danh các cựu quân nhân và tưởng niệm về chiến tranh Việt Nam với hàng triệu người đã bị ảnh hưởng, bao gồm cả Janet và gia đình. Và thưa quý vị, đây là một tin mà chúng ta nghĩ là cũng là một niềm vui cho chúng ta, mặc dù tất cả đều đã qua, không có thể lấy lại được gì. Và thưa quý vị, bản tin vừa qua đã kết thúc chương trình hôm nay. Phương Thanh cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một đêm ngủ thật an lành. Và mời quý vị bấm một nút subscribe và nhấn chuông để có thể tiếp nhận những chương trình mới. Xin kính chào tạm biệt quý vị.